gì mình có thể làm thì mình nên làm, và tụi mình cũng tự cắt tóc cho nhau luôn. Thì ở công việc làm thêm này, ngoài việc giúp cho mình có thêm một kinh nghiệm làm việc phong phú hơn, một khoản sinh hoạt phí được thoải mái hơn. Hi, chuyên mục Newbie hỏi hôm mình trả lời. Xin chào tất cả các bạn. Đây là series video giúp cho các bạn tân sinh viên vừa trúng tuyển vào Hutech có thể hiểu hơn về môi trường của mình đang theo học thông qua những chia sẻ và giải đáp đến từ các chị sinh viên cũng như là các thầy cô đang giảng dạy và làm công tác hỗ trợ tại Hutech. Và sau một tuần xa cách, chúng ta lại được gặp nhau rồi đây. Không biết là cái số ngày hôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu về vấn đề của ta. Xin mời câu hỏi. Chị em cách chi tiêu sinh hoạt với ạ. Nói nhỏ các bạn nghe nè, thật ra Tú Vân đã là sinh viên năm 2 rồi nhưng mà đôi khi cũng còn bị viêm mảng túi á. Vậy nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe cái hôm mình chia sẻ xem có bí kíp gì không nha. Xin mời. Mình đi làm thêm nha, bởi vì mình có một nhu cầu chi tiêu khá là lớn, cho nên là ngoài giờ học mình sẽ kiếm thêm công việc làm thêm để có thêm thu nhập. Thì ở công việc làm thêm này, ngoài việc giúp cho mình có thêm một kinh nghiệm làm việc phong phú hơn, một khoản sinh hoạt phí được thoải mái hơn, cũng như là nếu mà mình làm dư giả thì mình có thể tiết kiệm thêm một chút nữa. Mình và các bạn chung phòng cùng nhau nấu ăn để tiết kiệm chi phí nhiều hơn thay vì phải ra ngoài tiệm. Ngoài ra thì quần áo của mình có giá thành rẻ hơn bởi vì nó có những cái lỗi nhỏ hoặc là đã được qua sử dụng rồi. Tụi mình cũng tự giặt quần áo thay vì phải may ra ngoài tiệm, bởi vì tụi mình quan niệm là những gì mình có thể làm thì mình nên làm, và tụi mình cũng tự cắt tóc cho nhau luôn. Vì vậy, để tiết kiệm nhất thì chúng ta nên mua những gì thật sự cần thiết và mua vào dịp giảm giá. Nhưng mà các bạn cũng phải nhớ, sang sale cũng phải tỉnh táo, nếu không thì hết phần trăm sale nó sẽ bét sạch túi tiền của các bạn nhé. Quản lý chi tiêu là một bài toán khó với các bạn sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm thứ nhất. Thì trước tiên các bạn phải hiểu rõ mục tiêu của việc quản lý chi tiêu là gì. Ngoài việc chúng ta đủ tiền trang trải cho những cái khoản sinh hoạt phí thì đó cũng là một cách rèn luyện cho các bạn những cái khả năng làm chủ cuộc sống của mình. Bởi sinh viên tự do sẽ đi kèm với tự lo. Thứ hai, hãy lập cho mình một cái bản kế hoạch chi tiêu chi tiết cụ thể, càng thật rõ ràng thì càng tốt. Hãy lên danh sách những hạng mục cứng mà các bạn cần phải chi ra trong vòng một tháng, như là tiền nhà, tiền ăn, tiền xăng xe, tiền điện thoại. Luôn có những cái khoản dự phòng để phát sinh trong trường hợp ví dụ như các bạn cần phải đi tiệc nè, hoặc các bạn phải phục vụ cho việc học của các bạn, đi thực tế hoặc mua một số cái dụng cụ nào cần thiết. Và hãy tạo cái thói quen ghi chép lại cụ thể những cái khoản đã chi trong vòng một ngày, một tuần. Với những bạn nào mà hay bị cám dỗ thì chúng ta phải xác định so sánh những cái khoản chi trung bình của một tháng để hiểu được chính xác là hạn mức chi tiêu của chúng ta là bao nhiêu, và cái khoản dư ra hãy gửi hoặc đầu tư vào một nơi nào đó. Các bạn có thể lập cho mình một cái tài khoản ngân hàng để gửi những cái khoản tiền tích tiểu thành đại, và từ đó chúng ta có một cái nguồn vốn nho nhỏ để có thể tập tành kinh doanh hoặc có thể đầu tư vào các khóa học để phát triển bản thân của mình. Không biết là các bạn tân sinh viên sao, chứ Tuấn Vân nãy giờ mình đã lấy giấy bút ra ghi khá khá được cái bí kíp để chữa căn bệnh viêm màng túi này rồi đó nha. Và Tuấn Vân xin chúc cho tất cả chúng ta sẽ có được một kế hoạch chi tiêu thật hoàn hảo cho thời sinh viên của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.